Trong thời điểm mùa mưa lũ diễn biến phức tạp, thì dọc bờ sông Đạ Quay, địa bàn xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻ lại tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, khiến người dân trong khu vực càng thêm lo lắng khi đất sản xuất, hoa màu bị cuốn xuống dòng sông. Phóng viên thời sự đã trở lại địa bàn này để ghi nhận về tình trạng sạt lở bờ sông Đạ Quay. Những hình ảnh khi lũ về trên sông Đạ Quay được người dân ghi lại mới đây. Sự kinh hoàng của dòng lũ đã làm bờ sông sạt lở, cầu, đường, đất đai và hoa màu bị tàn phá nghiêm trọng. Sau lũ là một cảnh tượng tan hoang. Không chỉ ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân, vấn đề sạt lở đất cũng đã ảnh hưởng đến các diện tích cây công nghiệp, đặc biệt như những cây điều có tuổi đời hàng chục năm tuổi như thế này cũng bị bà con đốn hạ bởi nguyên nhân cho sạt lở đất ở bờ này gây ra. Đất lở trên diện rộng, thiệt hại nặng nhất là cuối thượng nguồn sông Đạ Quay thuộc bãi Mỏ Vẹt, thôn 11, xã Đạ Kho. Người dân canh tác khu vực này như ngồi trên đống lửa. Gia đình ông Trương Duy Thường có 2 hecta, nhưng đất lở giờ chỉ còn 3 sào. Điều mà ông Thường còn lo lắng hơn đó là nhà ở cũng bị đe dọa. Năm nào nó cũng cứ nở, đề nghị nhà nước có cái biện pháp như nào cho bà con là chắc không còn mấy thời gian nữa, một vài năm nữa là hết đất mất đất. Nếu mà bây giờ mà không khắc phục đất thì có nghĩa là cái hiện tượng này nó còn thấm sâu vào nữa. Mà tôi kinh e ngại nhất là cái mỏ vẹt sẽ bay mất. Trước đây hộ nghèo được xây nhà đoàn kết, hiện nay là bị sập rồi bỏ đi nơi khác ở chứ không dám ở đây nữa. Nếu không có giải pháp khắc phục, khả năng mất trắng đất sản xuất dọc bờ sông này là khó tránh khỏi. Thống kê của Ủy ban nhân dân xã Đạ Kho, đến nay sạt lở đã làm mất gần 40 hectare đất và gần 50 hộ bị ảnh hưởng và mất trắng đất sản xuất. Kiến nghị từ năm 2000 nữa, chứ không phải là đến bây giờ chúng tôi mới kiến nghị. Vì là coi như mỗi một lần là tiếp xúc cử tri là tôi đều kêu gọi coi như là để coi như là có cái nhà nước có cái biện pháp gì để coi như khỏi bà con mất đất. Mà nếu như mà không kè nhanh thì cứ mỗi một năm mà đi hàng bao nhiêu hecta, mà tới đây thì cũng có nhà coi như là còn không có đất mà này để nè. Sạt lở bờ sông Đạ Quay diễn ra hơn 10 năm qua, phức tạp nhất là 3 năm trở lại đây. Bên cạnh do thay đổi dòng chảy thì vấn đề khai thác cát trên sông cũng để lại hệ lụy nghiêm trọng. Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻ đã có nhiều kiến nghị gửi các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, phương án khắc phục sạt lở đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Qua cái tiếp xúc cử tri phản ánh của nhân dân thì từ xã cho đến huyện thì đã tổ chức nhiều cái đoàn kiểm tra khảo sát để mà lập các hồ sơ thủ tục xin được đầu tư để mà khắc phục cái tình trạng sạt lở đất ở đây. Cho nên về phía huyện thì cũng rất là mong là đây là cái nguyện vọng rất chính đáng của nhân dân. Nó ảnh hưởng đến cái đời sống, đến sản xuất của cái nhân dân thôn 11 là một cái thôn hết sức khó khăn. Xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻ có trên 70 hộ với gần 300 hecta đất sản xuất, trong đó đất phù sa bồi đắp chiếm khoảng 70%. Đất là tài sản quý giá nhất. Vì vậy nếu mất đất thì thu nhập của một xã thuần nông sẽ càng khó khăn hơn. Trong khi đang chờ một giải pháp khắc phục thì hiện nay người dân trong khu vực này đang tiếp tục đối mặt với những thách thức khó lường về sạt lở bờ sông Đạ Quay, đặc biệt trong thời điểm khi mùa mưa lũ đang diễn biến phức tạp.